Cô bé có vẻ ngoài giống thiên sứ giáng trần này, lại có cuộc sống không khác gì địa ngục. Trong nhà, nhà vệ sinh có cánh cửa sơn màu hồng xinh xắn này là nơi khiến cô bé sợ hãi nhất, bởi vì mỗi lần người đàn ông hàng xóm sang nhà cô bé sẽ kéo cô bé vào trong đó giở trò đồi bại. Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bộ phim nói về một vấn đề nhức nhối trong xã hội, nạn ấu dâm. Odette là một cô bé 9 tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô bé có tài năng thiên bẩm về múa ba lê. Cô giáo khuyên Odette nên đến Paris để bồi dưỡng tài năng, nhưng bố mẹ Odette cho rằng cô bé còn quá nhỏ, không thể sống tự lập một mình. Odette rất muốn đến Paris, bởi vì trong nhà có một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục, đó là nhà vệ sinh có cánh cửa sơn màu hồng xinh xắn này, nơi người đàn ông hàng xóm Jimmy thực hiện hành vi đổi bại với cô bé. Cô bé Odette nhỏ dại không dám kháng cự. Odette muốn trở thành một cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện, vì mẹ chưa bao giờ giáo dục cô bé rằng không được phép để lộ cơ thể của mình trước mặt đàn ông. Mẹ chỉ nói chú Jimmy là người tốt, bố mẹ yên tâm giao Odette cho Jimmy chăm sóc, còn dặn con gái phải nghe lời chú Jimmy, không được phép gây phiền phức cho chú. Dần dần, cô bé Odette hiểu chuyện, ngày càng cảm thấy bài xích với chuyện này. Sau mỗi lần Jimmy giở trò đổi bại với cô bé, hắn ta đều dùng khăn của Odette lau chùi sạch sẽ. Mẹ thấy khăn của cô bé dính đầy chất nhầy nhụa, nổi giận đùng đùng, trách mắng cô bé sắp đi rèn luyện ba lê rồi mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân, để mình lôi thôi lếch thếch như vậy. Odette trốn vào trong chăn, cô bé không có cách nào nói cho mẹ biết thứ dính trên khăn là gì. Lúc này, Jimmy gọi điện đến, hắn nói muốn đưa mấy đứa trẻ đi lên núi chơi vài ngày. Người mẹ liền vui vẻ đồng ý, cho con gái ra ngoài thư giãn đầu óc cũng tốt. Jimmy đưa ba cậu con trai và Odette đi nghỉ dưỡng, năm người ở chung một phòng, mặc cho con trai của mình đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Jimmy vẫn bất chấp trèo lên chăn của Odette, thực hiện hành vi thú tính với cô bé. Cuối cùng, Odette cũng được đến Paris học múa. Dù chỗ ở khá cũ nát, trong phòng chi chít những vệt sơn đen, nhưng Odette vẫn rất hài lòng. Cô bé có thể rời xa chốn địa ngục, rời xa người hàng xóm đáng sợ kia. Odette quyết tâm trở thành một diễn viên múa xuất sắc, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Không lâu sau đó, Odette nhận được một bưu kiện do Jimmy gửi đến. Bên trong bưu kiện là một chiếc khăn và một tấm thiệp. Nội dung trong tấm thiệp: tuần sau hắn sẽ tới thăm cô bé. Odette căm phẫn, muốn xé nát chiếc khăn. Cô còn có thể làm gì được đây? Chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng, sống trong đau khổ mà không dám nói với ai. Ban đầu vì sợ bị đánh mắng nên Odette không dám nói chuyện này với mẹ. Dần dần, quan hệ giữa Odette và gia đình ngày càng trở nên xa cách vì bị xâm hại trong thời gian dài. 10 tuổi, Odette đã có kinh nguyệt. Có kinh ở độ tuổi còn quá nhỏ như vậy là chuyện rất không bình thường, nhưng người mẹ hoàn toàn ngó lơ điều này. Mùa hè năm thứ 2, Odette đến Paris học. Cả nhà Odette đến biệt thự của Jimmy nghỉ dưỡng. Dưới bể bơi, Odette và Jimmy tiếp xúc với nhau vô cùng thân mật. Có người lên tiếng nhắc nhở bố Odette, con gái anh lớn rồi, đừng để cô bé tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Tuy nhiên, ông bố của Odette rất tin tưởng người hàng xóm tốt bụng này, cho rằng Jimmy giống như một người bố quan tâm chăm sóc con gái mình thôi. Jimmy đưa Odette trở về phòng. Odette tưởng tượng cảnh bố mình sẽ đi lên phòng, phát hiện hành vi ghê tởm của Jimmy, sau đó sẽ dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Nhưng sự thật, bố cô bé không hề đi lên, Odette chỉ có thể tự lực cánh sinh. Odette lấy hết can đảm cự tuyệt Jimmy, nhưng Jimmy lại ra vẻ đáng thương, nói hắn ta cảm thấy rất thất vọng và tổn thương. Thế là Odette lại một nữa bị khuất phục. Cuộc sống địa ngục dai dẳng bám lấy Odette đến khi cô trưởng thành. Odette quyết định rời khỏi căn nhà, không bao giờ trở về nữa. Nét đẹp ngày bé cũng không còn, thay vào đó là vẻ ngoài nổi loạn, tính cách cũng trở nên nóng nảy, cách cư xử tùy tiện phóng túng. Từ ngôn ngữ cơ thể khi Odette nhảy múa, cô giáo đã nhận ra bên trong con người Odette chất chứa nhiều bí mật và nỗi đau. Cô khuyên Odette nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Odette chia sẻ hết những ký ức đau khổ thời niên thiếu với bác sĩ tâm lý. Nhưng Odette không dám đối mặt, không có dũng khí bước ra khỏi bóng đen tâm lý, vì cô không nói chuyện này cho người thân. Cô không dám nói, cũng không thể nói. Trải qua một khoảng thời gian điều trị tâm lý, Odette dần có những chuyển biến tốt. Cô may mắn gặp được người khiến mình rung động. Odette dẫn bạn trai về ra mắt gia đình, nhưng mẹ cô không có thiện cảm với bạn trai của Odette. Bà cảm thấy rất thất vọng về con gái. Bữa cơm này kết thúc không mấy vui vẻ. Trên đường về nhà, Odette cãi nhau với bạn trai. Bạn trai cho rằng Odette tính khí thất thường. Đúng vậy, tính khí Odette có đôi chút nóng nảy. Hai người quyết định chia tay. Odette vô cùng đau buồn. Cô cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng muốn được vui vẻ hẹn hò với người mình yêu. Nhưng những tổn thương trong quá khứ khiến cô chìm đắm trong đau khổ, không có cách nào thoát ra được. Cuối cùng, có một ngày, Odette lấy hết dũng khí kể mọi chuyện với bố mẹ. Bố cô nghe xong rất tức giận, muốn giết chết tên khốn kiếp kia. Bao năm qua, ông vẫn luôn coi hắn là bạn tốt, vậy mà hắn dám làm chuyện dơ bẩn đó với con gái ông. Bố Odette cảm thấy áy náy vô cùng, tự trách bản thân quá hồ đồ. Trong khi đó, phản ứng của người mẹ lại rất kỳ lạ. Con chắc chứ? Có chắc đó không phải là ảo giác của con không? Cứ cho là thật sự có chuyện đó xảy ra, nhưng ấu dâm là tội nặng, không thể để Jimmy thân bại danh liệt như vậy được. Trời ạ, thật được cười làm sao, thử hỏi trên đời này, có người mẹ nào lại nỡ đẩy con vào chỗ chết? Có người mẹ nào lại để cho kẻ hãm hiếp con gái mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Odette và mẹ tranh cãi gay gắt. Odette cảm giác mình không phải con ruột của mẹ. Bố cô cũng rất phẫn nộ. Ông lái xe đưa con gái đi báo cảnh sát. Sau khi điều tra phát hiện, Jimmy với cái danh thầy giáo, tuần nào cũng đưa những bé gái về nhà. Thậm chí, hắn ta còn từng xâm hại cả em gái ruột của mình, hủy hoại cuộc đời của biết bao nhiêu bé gái. Nhưng Jimmy không hề cảm thấy hối lỗi, vẫn cười đùa cợt nhà nói rằng hai bên đều tình nguyện, có vấn đề gì đâu. Phiên tòa kết thúc, hai mẹ con Odette lại cãi nhau trước cổng tòa án. Người mẹ vẫn cố chấp chỉ trích Odette nhỏ nhen, không khoan dung độ lượng, hại cả gia đình của Jimmy. Câu nói lạnh lùng vô tình đến từ chính mẹ ruột của mình khiến Odette tỉnh ngộ hoàn toàn.
Hóa ra, từ trước đến nay, người có vấn đề về tâm lý là mẹ của cô, chứ không phải cô. Odette bỗng nhận ra mình đã làm tổn thương bạn trai cũ. Thế là, cô lập tức gọi điện cho người thương. Hai người quay trở về bên nhau, Odette cũng đã tự mình thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Cuối cùng, với sự nỗ lực hết mình, Odette đã đưa được mẹ đến phòng khám tâm lý. Mặc dù bà vẫn không biết hối cải nhưng Odette đã được giải thoát. Dù tất cả là lỗi lầm của mẹ cô, nhưng Odette đã thực hiện nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc mẹ mà một người con cần làm. Sau này hai người không còn quan hệ gì nữa, cũng không còn nợ nần gì nhau nữa. Trên đường về nhà, Odette dường như nhìn thấy phòng vệ sinh có cánh cửa màu hồng năm đó. Cô dũng cảm bước vào, ôm lấy bản thân mình trong đó, nói với cô bé rằng, xin lỗi đã để em phải đợi lâu. Sau này chị sẽ không bỏ mặc em nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc, chắc chắn câu chuyện của nhân vật nữ chính Odette sẽ khiến bạn đau lòng. Nhưng có một điều bạn cần biết, bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật. Trên thế giới này, có hàng ngàn đứa trẻ đang phải trải qua những nỗi đau không thể chia sẻ với ai. Vì vậy, hy vọng các bậc phụ huynh hãy bảo vệ con em mình thật tốt, chỉ dạy và giáo dục con em mình cách đối mặt với mọi vấn đề, giúp con em mình có thể trưởng thành một cách lành mạnh. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên theo dõi Page để thưởng thức thật nhiều bộ phim hấp dẫn nhé. Hẹn gặp lại vào kỳ sau. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.